Trên đời này ghét nhất là nấu cơm ý. Con gái phải biết nấu cơm, sau này còn lấy chồng chứ. Sao tao phải lấy chồng? Tao lấy vợ không được à? Lều lều cái đồ không biết nấu cơm. Cả lớp đứng. Hôm nay chúng ta sẽ học sản xuất trang phục bằng nồi cơm điện. Nồi này á thầy? Đây không phải nồi cơm bình thường. Đây là nồi sản xuất phục chiên. Bạn này không biết nấu cơm đâu thầy ơi. Rất đơn giản, chỉ cần cho gạo vào nồi, đổ nước theo tỷ lệ 1:1, cho ít tương ớt làm họa tiết, sau đó rút một lá bài trong bộ Nisi Poker, thầy rút được lá quy rô có hình gây xa. Chú ý, đây sẽ là ạt gốc trên áo của các em. Thả vào và bật nốt nồi cơm, chờ 30 phút. Có nhão giống cơm không thầy? Chất vải cao cấp, dày dặn nhưng thoáng mát. Ăn quốc được in sắc nét trên nền trắng, đặc biệt không bị loang màu. Em thầy ơi, em chọn lá ca cơ có hình samurai.